Đây là ngày đầu tiên mà Ellie chết, linh hồn của cô đến được một nơi gọi là vùng đất hứa. Thì ra mỗi việc mà con người khi còn sống làm ra đều sẽ được ghi chép hết lại. Làm việc tốt sẽ được cộng điểm, làm việc xấu sẽ bị trừ. Đời lúc kết thúc sinh mạng, chỉ có những người tốt điểm số cực kỳ cao mới có thể đến được vùng đất hứa. Vì để thưởng cho bọn họ, nơi này sẽ xây dựng một ngôi nhà theo kích thước của cơ thể họ. Nhân viên quản lý còn dựa theo tính cách mà phân một người bạn đời phù hợp cho họ. Bọn họ sẽ ở nơi đây vui vẻ hạnh phúc mà sinh sống. Thế nhưng Ellie có chút chột dạ, bởi vì cô căn bản không phải là người tốt, không nên đến nơi đây. Cô tên là Ellie, khi còn sống là một nhân viên bán thuốc giả, chuyên gia lừa tiền của những người già, tham lam vô độ còn hay thích giở trò khôn vặt, là một người tồi tệ chính gốc. Thế nhưng cô làm sao có thể đến được vùng đất hứa chứ? Lúc này ông quản lý phát ra video hồi ức trước đây của cô. Ông ta nói trước đây Ellie thường xuyên là tình nguyện viên làm rất nhiều việc tốt. Xem ra cô trùng tên với cô gái người tốt Ellie này mới dẫn đến sai lầm. Buổi tối vùng đất hứa tổ chức một bữa tiệc chào mừng. Bản tính tham lam vô độc của Ellie lập tức bị bạo lộ, còn đem tôm lén lút giấu vào trong áo để đem về nhà. Thế nhưng sáng sớm ngày hôm sau, khu dân cư đột nhiên xuất hiện rất nhiều động vật khổng lồ. Vô số con tôm bay lượn trên bầu trời, hươu cao cổ đi dạo ngoài đường, cả vùng đất hứa loạn hết cả lên. Lẽ nào là tối qua Ellie làm việc xấu, dẫn đến phản ứng dây chuyền hay sao? Suy đi nghĩ lại, Ellie đem chuyện mình là hàng giả ra, nói với bạn đồng hành Jimmy. Thế nhưng Jimmy lương thiện lại cho rằng, đây có thể là một bài khảo nghiệm để đi vào miền đất hứa. Biết đâu thật thà nói ra tất cả, ngược lại có thể thông qua bài kiểm tra, nhưng Ellie không hề muốn mạo hiểm. Thế là Jimmy quyết định dạy Ellie làm sao để làm một người tốt. Anh đăng ký cho Ellie tham gia lao động nghĩa vụ, thế nhưng Ellie lại lén lút giấu rác vào trong nhà người ta. Giây tiếp theo, cả vùng đất hứa đổ cơn mưa rác thải. Jimmy bảo Ellie tạo mối quan hệ tốt với hàng xóm, thế nhưng cô lại nói xấu hàng xóm sau lưng. Kết quả chậu cây trong phòng trực tiếp bốc cháy. Sự xuất hiện của cô triệt để phá vỡ sự cân bằng của vùng đất hứa. Jimmy cực kỳ khó xử, anh không muốn nói dối, cũng không muốn làm khó Ellie. Cho đến một ngày, Ellie nhặt được một mảnh giấy trước cửa, bên trên viết rằng cô không thuộc về nơi đây. Cô cho rằng là do cô gái hàng xóm làm, thế là giả vờ tiếp cận lấy trộm nhật ký của cô ta để so sánh nét bút. Vào ngày lúc này Ellie nhận được mảnh giấy thứ hai, Ellie hồi hộp đi đến quảng trường, không ngờ rằng đối phương không phải là cô hàng xóm, mà là người bạn đời đồng hành của cô ta cây. Thì ra anh ta không phải là cao tăng đắc đạo gì cả, là một thanh niên làm nghề DJ, anh ta cũng bị nhầm thân phận mà đưa đến đây. Từ lúc đi đến nơi này, anh ta luôn giả vờ là một cao tăng vô cùng khổ sở. Anh ta quyết định trong bữa tiệc tối nay thành thật nói ra thân phận mình. Thế nhưng làm như vậy thì Ellie cũng bị bạo lộ. Nghĩ đến phản ứng liên hoàn trước đó, Ellie một tay thọc vào chiếc bánh kem chúc mừng của bữa tiệc. Không ngoài dự liệu, nền của nhà hàng trực tiếp xuất hiện một hang động cực lớn. Quản lý vội vàng sơ tán tất cả mọi người, nhưng Ellie vì để bảo vệ bản thân, không ngần ngại mà làm ra hành động hủy hoại vùng đất hứa, khiến cho Jimmy vô cùng tức giận. Hai người cãi nhau một trận, Ellie lần đầu tiên cảm thấy hổ thẹn, thế là cô chủ động tìm đến Jimmy xin lỗi. Lúc này đài phát thanh vang lên, ông quản lý cái lỗ lớn trong nhà hàng đã bắt đầu được tự động sửa chữa rồi. Ellie liền lập tức hiểu ra, cô bắt buộc phải một lòng một dạ làm việc tốt, vùng đất hứa mới khôi phục như bình thường. Thế là cô chủ động làm trợ lý cho ông quản lý để sửa chữa sai lầm. Nhưng lúc này ông quản lý đã phát hiện những hỗn loạn rắc rối này là do một người nào đó tạo thành. Điều này khiến Ellie rơi vào trong mâu thuẫn. Nếu như cô không giúp ông quản lý điều tra ra bản thân, vậy cô không phải là thành tâm làm điều tốt nữa. Vùng đất hứa sẽ không khôi phục như bình thường. Nhưng nếu như cô muốn làm một người tốt thì bắt buộc phải tự thú. Sau khi băn khoăn đến mấy ngày, ông quản lý vẫn chậm trễ không tra ra được kẻ đầu sọ. Ông ta bắt đầu hoài nghi năng lực làm việc của bản thân. Thế là ông quyết định nghỉ hưu trước, rời khỏi nơi đây. Nhưng nghỉ hưu không phải là chuyện tốt lành gì, mà là đi tiếp nhận hình phạt tra tấn vĩnh viễn. Ellie cực kỳ tự trách. Lúc này cô phát hiện chỉ có cô người máy phục vụ mới có thể gọi được chiếc xe lửa để rời khỏi vùng đất hứa. Vậy chỉ cần cô người máy chết đi, ông quản lý sẽ không thể nào về hưu được. Dù sao thì cô ta cũng chỉ là một người máy. Chỉ cần nhấn cái nút này, cô gái người máy này sẽ lập tức chết đi. Lúc này cây lại đột nhiên xuất hiện. Trong hoang loạn, Jimmy không cẩn thận mà động vào cái nút. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện cảnh báo cực lớn. Ellie cực kỳ vui vẻ. Lần này thì ông quản lý không thể về hưu được rồi. Thế nhưng ở trong tang lễ, cô người máy đột nhiên sống lại. Jimmy cực kỳ sợ hãi. Vẫn may ký ức của cô người máy đã bị xóa bỏ rồi. Nhưng Jimmy vẫn cực kỳ tự trách. Sau nhiều lần suy nghĩ, anh quyết định thành thật nói ra sự thật là do anh mưu sát người máy. Điều này khiến Ellie vô cùng chấn động. Cuối cùng cô lương tâm thức tỉnh, chủ động nói ra tất cả mọi thứ. Ông quản lý lập tức gọi điện thoại cho địa ngục. Quả nhiên ở đó cũng có một Ellie. Rất nhanh quản lý địa ngục đưa Ellie hàng thật giá thật đến. Bây giờ chỉ cần trao đổi hai người lại, tất cả mọi thứ sẽ khôi phục lại bình thường. Thế nhưng trong lúc xe lửa khởi động, ông quản lý đột nhiên ngăn bọn họ lại. Trải qua thời gian dài tiếp xúc, mọi người phát hiện bản chất của Ellie không xấu. Thế là ông muốn giữ lại hai Ellie.
thế nhưng quản lý địa ngục mời đến tòa án của cả hai vùng đất. Nếu như bọn họ không thể chứng minh Ellie là một người tốt, vậy ông quản lý sẽ phải nhận được hình phạt nghiêm khắc. Ellie không muốn tiếp tục liên lụy mọi người, thế là lén lút lên xe lửa của phiên tòa, tính muốn chủ động đến địa ngục. Lúc này cô người máy đề nghị bọn họ có thể đến nơi ở giữa vùng đất hứa và địa ngục để lẩn trốn một thời gian. Lúc này thẩm phán phát hiện Ellie chạy trốn rồi, trực tiếp ra lệnh truy nã trên toàn thế giới. Nếu như trong vòng 4 tiếng bọn họ không chạy về để tự thú, người bạn đời của bọn họ sẽ thay thế bọn họ xuống địa ngục. Nhưng lúc này Ellie đã không còn là một con người ích kỷ như trước đây nữa. Cô lập tức quay trở về, thẩm phán muốn bọn họ chọn ra hai người đến địa ngục, thế nhưng bốn người lại xảy ra tranh chấp, bởi vì ai cũng muốn thay mọi người đi đến địa ngục. Vào lúc này Ellie đột nhiên hiểu ra, cô yêu cầu thẩm phán lập tức đem cô và Jimmy đưa đến địa ngục, thế nhưng thẩm phán lại chậm trễ không hành động. Ellie cười một cái khinh miệt, bởi vì nơi đây vốn dĩ đã là địa ngục, bốn người lúc này mới nghĩ ra từ lúc đến được nơi đây. Bọn họ chưa từng có lúc nào thật sự vui vẻ, mỗi người đều sống trong sự băn khoăn và dằn vặt. Thì ra ông quản lý không hề thỏa mãn với sự dày vò thể xác, vì thế tỉ mỉ mà thiết kế ra màn kịch này, tiến hành dày vò tinh thần đám người xấu này, mà những người khác ở đây đều đang diễn kịch. Thế nhưng không bao giờ ngờ được Ellie luôn ích lỉ lại chủ động nhận lỗi làm náo loạn cả kế hoạch. Nhưng mà không sao cả, ông ta chỉ búng tay một cái, tất cả những ký ức của mọi người lập tức bị xóa sạch. Cuộc thí nghiệm bắt đầu lại một lần nữa, nhưng điều mà ông ta không biết là Ellie trước đó đã lưu lại một tờ giấy. Đây là nội dung của tập đầu tiên, tiếp theo sẽ xảy ra những tình huống gì? Các bạn hãy cùng nhau đón chờ những tập phim tiếp theo nhé!